Anh ơi, anh ơi. Có bạn Sơn Quang mới đỗ đại học, đợi chờ anh chấm lâu lắm rồi. Sơn Quang à, clip mới lâu à? Ốm khản giọng, bây giờ mới có thể làm clip cho bạn được. Sơn Quang đúng không? Dạ vâng anh. Mới đỗ đại học đúng không? Vâng anh. Còn trẻ đúng không? Trẻ lắm. Thế thì làm clip tặng bạn Sơn Quang là một clip dọn bàn 8B nhá. Ok anh. Ok, dọn bàn 8B cho nó khác bỏ tặng bạn Sơn Quang. Ok. Chà chà, dọn ván 8B tặng cho bạn Sơn Quang nhá. Rồi, hình vi ván này thì Quang hay màu. Làm một phát màu cho dễ. Màu này, treo hết. Ok, ăn đắng cuối cùng xong. Nào, đứng bi số 1. Đó. Và tình huống trong ván đấu này đó là bi số 7. Nào, bây giờ sẽ làm như thế nào để giải quyết bi số 7 bây giờ? Ok, đẩy bi 4, áp phê ra đây để ăn bi 6, điều bi 3, giải quyết bi số 7. Dễ dàng, đẩy phê bên trái. Đó, lấy má trong của bi số 6 và bây giờ làm như thế nào các bạn biết không? Nào, đẩy áp phê qua kia điều được, cũng hoặc là đẩy chơi một băng lên đây cho đơn giản. 12 giờ. Hơi cọc về lại một chút. Và bây giờ sẽ là bi như thế nào để giải quyết bi số 7? Bi số 7 sẽ là bi lấy má để điều bi số 8. Và bây giờ tính toán sẽ như thế này. Bấm nhẹ lại đây, đẩy con 3 lấy má 7, đuổi xuống đây ăn 8. Xong, ok. Chích nhẹ bi 2 lại luôn không? Đó. Và bây giờ sẽ tính toán mở má điều bi số 7. Thẳng bi số 7 này. Ok, qua bên này một tí là đẹp nhất luôn. Nào, qua lỗ 10 một tí các bạn nha. Đẩy nhẹ ra đây, thẳng bi, khéo léo qua đây một chút. Ok, 12 giờ. Quá một chút. Và bây giờ bi số 7 sẽ điều ra bi số 8 như thế nào các bạn biết không? Đẩy vào đây, áp phê nhẹ ra đây, là bi 8 là xong luôn. Hơi phê bên phải một chút. 1 giờ. Phê xuống một chút. Wow.